Và chúng ta sẽ cùng đến luôn với ban pick của ván thi đấu thứ tư. Và đó để xem rằng SGP lần này họ một lần nữa muốn ở bên phía đội xanh. Và Akali dường như luôn là ưu tiên hàng đầu của họ ở trong tất cả những lượt cấm sau 3 trận gần đây nhất. Còn bên phía Sabre Sport họ sẽ cấm đi đó là dàn nào của AFK. Khi ở bên phía đội đỏ thì Cerberus Esports luôn luôn sẽ cầm đi con bài Janna của AFK vì họ biết được rằng là cái lối đánh của Sài Gòn Phantom phụ thuộc ở đâu và then chốt nó nằm ở đâu. Và nó nằm ở vị trí trợ thủ và tiếp tục sẽ cấm thẳng vào khu vực của trợ thủ của Cerberus Esports. Nếu mà họ ở đội xanh chẳng hạn thì có lẽ họ sẽ để hở ra để first pick cho Fly. Nhưng bây giờ họ bên đội đỏ nên điều họ làm là hoàn toàn đúng mà thôi. Cấm đi Diana của Taku và bên phía của Sabre Sport có lẽ sẽ không cơ Mew và Fiora đâu. Họ sẽ để hai vị tướng này chính là hai đối trọng. Họ sẽ cấm vào cái gì đây? Liệu rằng đó có phải là Zavan đệ tứ Black One hay không? Khi hai lượt cấm này đã giúp họ liên tiếp có hai chiến thắng. Và đúng là như vậy, không sai, không phải sửa và tắm hai lần nhưng mà dòng sông là điều có thể cho những người chiến thắng. Khi đó là Zavan đệ tứ của Black One đã bị cấm. Goni lấy gì đây? Liệu rằng có phải Fiora ở sự chọn đầu tiên dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom hay là không? Hay họ vẫn sẽ thích chơi một đội hình với khả năng chống chịu Gragas. và đánh theo cái kiểu là an toàn? Tất cả tưởng Black One ở trong trận đấu này có lẽ đó chính là Gragas cho anh ta. Anh ta luôn chơi xoay quanh ba vị tướng Gragas, Mundo và Zavan đi từ hết. Quá dễ để bạn có thể đọc được vị. Bên phía CB Sport họ sẽ có Fiora, Fiora kèo chắc có chắn thêm cả Kermil. Đã lấy thế luôn tôi cả lấy hai. hết. Kermil này sẽ dành cho Faye thôi, bởi vì chúng ta cũng đã chứng kiến được là sự thể hiện của Faye với con bài Kermil ở trong các trận thi đấu vừa rồi hoàn toàn là hiệu Hợp lý quả đấy chứ. ở khu vực đi rừng nhà. Và bên phía của Cerberus Esports bây giờ họ sẽ có hai con bài đấu sĩ với khả năng đẩy rất mạnh. Họ hoàn toàn có thể áp dụng một cái lối đẩy đó là 1-3-1 cũng được, nhưng mà để xem rằng họ có dùng cái lối đánh đó hay không mà thôi. Và Hoặc nếu không thì vẫn là 1-4 để cho Fiora được quẩy một mình. và SGP họ sẽ có Ezreal và Zeke, hai vị tướng có khả năng cấu rỉa ổn. Nhưng nên nhớ rằng với Fiora với Kermail thì đây luôn là hai vị tướng khả năng cản lướt móc ra tuyến sau rất mạnh. Họ thêm Galio để tăng thêm hiệu ứng và tăng thêm những cái khả năng đột biến và áp lực, thêm Chitana để tăng thêm sát thương. Bốn lượt lựa chọn đầu tiên một lần nữa cho thấy CB Sport đã nghiên cứu rất kỹ về SGP về lối đánh. Còn bên phía SGP họ sẽ mang lại cái quạt chân của Goni, đó là Garen và đó là Nami dành cho AHK ở vị trí hỗ trợ của mình. Như vậy thì sau tất cả những fail pick của Sài Văn Tôm, họ đang có một đội hình mà tôi nghĩ là ổn. Tuy nhiên đối Gary. phương lại có Fiora và Kermil thì cái chiến thuật 4-1 ở thời điểm về sau nó lại nghiêng về dành cho bên phía của Series Sport. Đúng, hoàn toàn đồng ý. Và bên phía của Sài Gòn Phantom thì khả năng đẩy đường cũng sẽ nằm rất nhiều vào cặp đôi xạ thủ. Và đường giữa thì có thể là giai đoạn giữa và cuối trận đấu bên phía Sài Gòn Phantom họ sẽ thường xuyên để cho Gunner cùng Tissot di chuyển với nhau để gây áp lực lên những cái trụ của đối phương và lấy nhanh trụ. Và bên Ari. phía của Cerberus Esports thì chính ra thì họ tiếp tục sẽ lựa chọn một hình thiên về giao tranh tổng Rất cũng nhanh. khá là đẹp. Một đội hình có tốc độ đánh cực kỳ cao, một đội hình có khả năng mạnh ngay từ đầu đến từ cả 5 vị trí. Fiora mạnh ngay từ đầu, Kermil mạnh ngay từ đầu, Chitana mạnh ngay từ đầu. Tất cả những cái gì họ có hoàn toàn có thể giúp họ đánh Starbolt và đánh theo kiểu thoải mái trong trận này. Bên phía Sài Gòn Phantom vẫn còn đó những vị tướng cần thời gian. Đó có thể sẽ là Black One với Gragas, đó đâu đó là Ezreal. Ezreal rất cần cái thần kiếm Murama, đó là Nami cũng là một vị tướng cũng phải cần một chút đồ. Nên nếu như trận này Service Sport, những chú khuyển vương của chúng ta vẫn tiếp tục có được một lối đánh thăng hoa và làm chủ được cái tốc độ thì họ hoàn toàn có thể đè bẹp Sài Gòn Phantom ở trong những giây phút đầu tiên. Nói chung là ý đồ của hai đội thì cũng đã lộ rõ rồi, quan trọng là họ có thể triển khai được đúng với cái ý đồ của mình hay không mà thôi. Sau còn Phantom thì đến thời điểm hiện tại tâm lý của họ thì đang chưa thật sự ổn định với Còn đây là so Goni. sánh với cả Cerberus Esports. Garen solo kill với cả Fiora, Beam Em chém khó tay, quá. còn Goni dùng kỹ năng và sau đó cả hai đi về, lượng máu mất nhiều của Goni nhưng Goni có nội tại để hồi phục ở thời điểm sau. Thoải mái dành cho Goni. Nếu như tâm lý không tốt thì tôi nghĩ đánh Garen cũng sẽ là một sự chọn hợp lý nha. Nếu mà bạn solo không lại, bạn chỉ cần nhấp nhả thôi. Và sau đó nhờ nội tại của mình bạn hồi phục và có được một lượng máu hơn đối phương. Nhưng BMM lại không cho Garen có thời điểm, tức là Garen phải hồi máu khi mà anh ta không chịu sát thương khoảng thời gian cơ. Đúng. Nên là Garen đang liên tiếp bị chém, điều đấy sẽ nghĩa là cái nội tại của Goni ở thời điểm này đang không thể dùng được, hoặc có thể được dùng nhưng ta phải ôm trụ, những ôm trụ sẽ bị đóng băng lính, bị lỗ kinh nghiệm, bị ao cấp độ thì ta lại tiếp tục là công cụ của dưới. Còn với Faye, rõ ràng rằng với chất tướng đi rừng thì tôi nghĩ rằng Kermil cũng không phải là một vị tướng đi rừng không tốt đúng không? Nó vẫn có thể đi rừng rất nhanh so với con Gragas lên full tank của Black One. Hoàn toàn đồng ý, và hiện tại thì khả năng dọn rừng đến từ vị trí của Faye cũng là khá nhanh. Anh ta đặt cấp độ 2 sớm hơn so với cả Black One. Còn bên còn này ở thì khu Faye vực lao đường ra gank. giữa, áp T-shirt lực bị được ném. thiết lập. Ném đánh đá liên tục vào mồm đến từ Faye. Cấu đi 1 phần 3 cái máu T-shirt. Ép T-shirt phải sử dụng cho mình ngay cả đội phục của thời điểm đầu. Cũng khá thú vị ở trong trận đấu em này. Dừng luôn. Khi Space Sport họ lựa chọn cướp luôn. Họ đang đánh với tốc độ còn cao hơn rất nhiều hai trận đấu trước đó. Black One là người bị giữ lại. Anh ta đang cố gắng nhìn con bùa xanh của mình vỗ vào mặt của mình rồi nó sẽ về nhà. Và điều đó cũng sẽ khiến cho người đi rừng của Sài Gòn Tôm sẽ bị chậm nhịp. Thậm chí rằng Sabre Sport chưa muốn dừng lại, họ muốn cướp cách trận đấy hay không? Có thể là không.
họ đang cố gắng để làm chủ cua ở cả hai nửa bản đồ mà thôi. Lối di chuyển rất khôn ngoan đến từ vị trí của Faye, khi anh ta đã mất một khoảng thời gian để có thể can thiệp ở khu vực đường giữa thì anh ta cũng sẽ khiến cho Black One không được ăn rừng một cách bình yên. Đó. Và bây giờ thì vẫn là cấp độ 3 từ vị trí của Black One. Yếu máu quá. Black One trực phản hồi máu. Black One vẫn bị hạ gục và đó là chiến câu đầu dành cho chiến đội rừng Sebastian. Và đó là một cua dành cho Sebastian thêm một mạng. Thậm chí rằng bên kia Bimem cũng làm chủ cua 2. Lỗ lớn cho bên phía của SGP mất rồi. SGP rất không thích cái kiểu mà đánh mạnh ở ngay giai đoạn đầu. Còn Sebastian Esports họ biết SGP không thích điều này và họ làm liên tục. Và chỉ phút thứ 2 thôi có điểm hạ gục chiến công đầu dành cho Sebastian Esports. Một điểm hạ gục cũng hết sức quan trọng nhắm thẳng vào khu vực đường rừng của Sài Gòn Phantom. Khi mà chúng ta biết được lối đánh của Sài Gòn Phantom cũng xoay quanh ở trên đi rừng của mình khá là nhiều. Toàn đồng ý với những chất tướng mà chống chịu những chất tướng mà có khả năng xóa sổ cơ vật không nhanh thì việc bạn đi ganh vào rừng là điều không hề khó một chút nào cả. Bởi với việc mà tanker đồng nghĩa sát thương sẽ không có thì việc xóa sổ lính cũng sẽ rất là chậm. Và lối đánh của Sebastian xoay quanh vào người chơi đi rừng của SGP đang tỏ ra là rất hiệu quả. Thứ nhất đang khiến cho Black One bị thọt cả về đặc biệt là hai con cua ở hai nửa bản đồ. Nó sẽ giúp cho Sebastian không chỉ có tầm nhìn mà còn có được những lượng tài nguyên rất lớn ở những giai đoạn đầu như thế này. Và giúp họ đang là người dẫn trước đâu đó 1.000 tiền chỉ sau 3 phút thi đấu. Và đội hình của Sebastian Esports đã đạt đến cấp độ 5 rồi. Và khi mà Faye có được cho mình cái tối hậu thư thì T-shirt khu vực đường giữa anh ta sẽ gặp rất nhiều những cái sự nguy hiểm ở đây. Khi mà khả năng tiếp cận đến từ Faye nó rất nhanh với cái đu dây móc của mình. Và thêm một tối hậu thư nữa thôi thì tôi nghĩ rằng bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom sẽ rất khó chơi trong những giờ phút tiếp theo, đặc biệt là khu vực đường giữa. Và mục tiêu lớn đầu tiên ở trong trận thi đấu này đó là rồng nước. Đây là con rồng mà SGP thèm khát hơn bao giờ hết khi sở hữu rất nhiều những vị tướng có khả năng chống chịu. Nhưng Sebastian Esports hoàn toàn có thể lấy nó để làm mồi nhử và biến Sài Gòn Phantom rất có thể sẽ là một quả tuyết ở thời điểm về sau. Khi mà tôi nhìn thấy nửa trên, Bimem đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi này. Và Faye đi rừng cũng đang tỏ ra là rất cơ động. Và bây giờ thì xạ thủ mới được đổi xuống phía dưới khi mà con rồng đầu tiên chuẩn bị có mặt ở trên bản đồ. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng tiền đang giãn cách có số đó khoảng 1.000 tiền nhẹ nhàng dành cho Sebastian Esports. Faye sẽ muốn lấy đi cho mình con búa đỏ trước khi tiến đến thềm của con rồng nước để anh ta có thêm những cái lợi thế. Còn bên này thì Taku cũng đang cố gắng để hoàn thành những tên lính của mình và sau đó biến về có được lượng trang bị tốt nhất có thể trước khi tham gia giao tranh vào hàng rồng. Và có lẽ bên phía Sebastian cũng sẽ di chuyển ra để có thể kiểm soát được tầm nhìn. Còn bên này thì Goni, tôi nghĩ rằng anh ta rất khó. Chắc chắn kèo này là kèo khó cho Goni rồi. Bởi vì thứ nhất Bimem anh ta vừa có mạng hỗ trợ mà anh ta lại có được cái khả năng đi đường tốt hơn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hang rồng, nơi mà cả hai bên đã bắt đầu tập trung dần những nhân lực của mình ở trong cái mục tiêu lớn đầu tiên cực kỳ quan trọng này. Con rồng nước, một con rồng mà có lẽ đội tuyển nào cũng sẽ thích mà thôi, kể cả bạn có khả năng hồi phục tốt hay là không. Và bên phía của đội tuyển Sài Gòn Phantom thì họ đang không có hướng di chuyển ra đây, trong khi đó Sebastian Esports họ đang tập trung ở đây để có thể tình huống nhấp nhả vào con rồng này. Và tốc độ ăn của Sebastian Esports là rất nhanh bởi họ đều là những vị tướng thuần sát thương cả. Con rồng được kéo ra khỏi hang của nó, bên phía của SGP di chuyển vào với Gunner và đó là sóng thần giữ lại được Faye bị out của giao tranh bắn ta hơi thấp, đó là Black One lao bụng lên. Nhưng trước đó thì là SGP có rồng nước, họ thành công lui về được, thậm chí còn tí nữa đe dọa tính mạng của Taku, đe dọa tính mạng của Genza và đó là thành công cho SGP. Và đó cũng là một tình huống mà các thành viên của Sebastian Esports họ chưa rõ ràng trong cái chiến thuật của mình. Họ khiến cho một mình vị trí của đó là Faye, anh ta lảng vảng quá lâu ở hang rồng và ngay lập tức những cái cú cấu máu rất đau đến từ Gunner. Một cái tinh hoa tuôn chảy cộng với một đánh tường, anh ta đã mất đi đâu đó khoảng 1/3 cây máu của mình rồi. Sau đó lại thêm cả đại hồng thủy nữa. Thì khi mà người chơi đi rừng của Sebastian Esports còn quá yếu máu như vậy, anh ta sẽ không đủ khả năng ở lại tranh chấp. Và con rồng vừa rồi hoàn toàn thuộc về Sài Gòn Phantom. Rồng nước nha, ở trong một cái thế trận mà nó vẫn được cho là cân bằng như thế này thì rồng nước bỗng dưng lại là món hời, là thứ vũ khí để SGP tìm lại cảm xúc của mình, cảm xúc của những vị tướng mà đánh mãi không chết. Và Goni tự tin khi có Black One ở tuyến sau, nhưng nên nhớ rằng Faye cũng đang ở ngay phía sau Goni rồi. Và bỗng dưng Goni là người lao lên nhưng lại bị mất đi tốc biến, dùng hạt hồi phục. Và Sebastian đang tập trung rất nhiều nhân lực, họ có 4 người, đó là cú hôn gió tưởng chừng như không trúng nhưng mắc sai, hôn lên người Black One. Và bên này bộ đôi này hoàn toàn có thể sẽ bị băng trụ, họ vẫn đang quăng cấu xỉa thời gian để đứng giữa dịch mang về trụ đầu tiên. Và đó là có giao tranh nhưng Black One cũng thêm cả Goni đang thực sự là quá trâu. Và đó là cú băng trụ chỉ lấy 1-1 mà thôi. Nhưng họ sẽ mất cái trụ ở khu vực đường trên khi mà cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Sài Gòn Phantom đang đẩy lên khá cao ở đây. Họ có cho mình những tên lính thì có thể đủ để lấy được cái trụ này. Trụ đầu nó sẽ thuộc về SGP và họ có rồng đầu trụ đầu. Và bỗng dưng kể cả thua một mạng nhưng tiền họ lại đang là người làm chủ nó. Còn Sebastian họ nên nhớ rằng đây là đội hình họ phải đánh nhanh. Nên nếu như họ đánh không nhanh ở thời điểm về sau để cho SGP lết được thì họ sẽ rất khó để thi đấu, bởi rõ ràng họ đang thiếu đi khả năng chống chịu. Và đó là cái trụ đầu tiên để cân bằng trụ với SGP đến từ Sebastian Esports. Và bây giờ là biến về đến từ ba thành viên bên phía của Sebastian Esports. Trong khi đó Sài Gòn Phantom họ đang triển khai để có thể ăn được con sứ giả này. Và sứ giả sẽ chắc chắn có dành cho Sài Gòn Phantom. Thời gian là không đủ dành cho Sebastian để có thể đến đây tranh chấp. Đúng là như vậy. Và 7 phút thi đấu đã trôi qua. Và có vẻ như SGP cũng đã bắt đầu
chơi một cách tốt hơn, mặc dù họ đang phải đối trọng với lối đánh tốc độ của Sport, nhưng những lối di chuyển khôn ngoan, mặc dù họ là người chơi đến sau nhưng cái cách họ làm chủ thì lại tốt hơn đối phương, đang khiến cho SGP có những dấu hiệu khởi sắc ở trong trận thi đấu thứ tư này. Và tính đến thời điểm hiện tại thì thậm chí Dragon Phantom đã dẫn trước về mặt lượng tiền so với cả Severus Esports rồi, và họ cũng đang dần dần lấy lại được cái quyền kiểm soát ván thi đấu này, khiến cho nó có thể nói là ở sợi tầm giữa của sợi dây thun, đúng không? Không có đội tuyển nào cầm được nhiều hơn phần dây thun đó cả, đó là chủ đường giữa. Là chính xác. Và ngay lập tức có tối hậu thư gửi vào người của T-shirt và có luôn cho mình đó là cú sóng thần. Người bị ạ gục là Fay ở trong tình huống này. Gunner vẫn muốn bắn nhưng các thành viên của Severus Esports họ đã lùi. Nhưng đó là thành công cho SGP, rõ ràng Sport cũng có điểm yếu của chính mình. Đó là họ không có những vị tướng có khả năng chống chịu tốt, và trong những tình huống giao tranh dài hơi kiểu như vậy họ là người bất lợi hơn. Khi sát thương đến từ Zik của T-shirt là đang rất nhiều, và Gunner cũng là như vậy. Bimem đang cố gắng để mang về cái trụ thứ hai đường đôi, nhưng ở đường giữa thì có vẻ hơi toang cho Sport. Họ đã quá tham lam mất rồi, và sứ giả được thả mang về hai trụ đường xương sống cho bên phía của SGP. Và họ là người làm chủ với ba trụ ở thời điểm này, còn Sport chỉ có được một trụ, và đặc biệt là Sao Tôm còn nguyên dàn trụ ở đường giữa, còn Sport đã mất tới hai trụ liền. Có vẻ như việc lấy được cho mình con rồng đầu tiên của ván đấu giúp cho Sài Gòn Phantom được úp sức mạnh lên khá là nhiều. Đội hình của họ thật ra là đội hình có lợi hơn nếu như họ lấy được con rồng nước này, bởi khả năng hồi phục của AHK, bởi khả năng hồi phục đến từ Black One và cả Goni nữa, nó sẽ khiến cho đội hình đánh và khả năng chống chịu của Sài Gòn Phantom, thiên đường chống chịu của Sài Gòn Phantom nó tốt hơn. Đúng. Trong khi đó Severus Esports thì những sát thương của họ chủ yếu là gọi là dồn sát thương thôi. Đúng. Chứ họ không có khả năng chống chịu tốt như đội hình của Sài Gòn Phantom. Đội hình này Sport ở thời điểm về sau họ giao tranh tổng với đối phương là rất bất lợi. Có lẽ ở thời điểm này họ lại phải nghĩ ra mà thứ họ làm tốt nhất đó là chia ra để đẩy. Nhưng để làm được điều đó thì đồng nghĩa họ phải kiểm soát tốt, bởi nếu như chia ra để đẩy mà bạn bị bắt lẻ một thành viên thôi là bạn sẽ mất luôn những mục tiêu lớn. Và con rồng nó lại là rồng đất rất phong thủy cho SGP, bởi đội hình của họ rất thích những con rồng theo thiên hướng chống chịu như thế này. Và họ cũng đang tiếp cận nó để có thể lấy được rồng. Tôi nghĩ là hơi khó cho Severus trong tình huống tranh cướp này, bởi lẽ xạ thủ của họ còn đang ở phía trên của bản đồ cơ, không có tín hiệu muốn di chuyển xuống hang con rồng này. Và dường như Sport đang muốn bỏ con rồng thứ hai cho Sài Gòn Tôm, nhưng đổi lấy cái gì? Tuy nhiên thì Sài Gòn Tôm cũng ăn một cách rất rén. Họ vừa ăn vừa sợ đối phương ở quanh đây. Sport đang muốn ăn mục tiêu lớn thứ hai, nhưng làm gì đã có Baron để họ ăn. Và tôi nghĩ rằng Sài Gòn Tôm hãy tự tin ăn đi, bởi đối phương bỏ rồi. Họ đang tập trung lên nửa trên của bản đồ, và đó là rồng đất cho SGP. Dưới sự ngỡ ngàng của chính SGP, ở nửa trên thì đó là Goni. Nhưng Goni quá trâu đã tốc biến qua tối ưu thư, và anh ta vẫn giữ được mạng của mình, tan vỡ cho Severus Esports ở trong chiến thuật muốn lấy rồng đổi mạng. Và có vẻ như là Severus Esports họ đang thực sự không biết phải làm gì. Tình huống vừa rồi Sài Gòn Phantom họ cũng ngỡ ngàng, đúng không? Họ ăn rồi lại họ lại bỏ để xem là đối phương đang định làm cái gì. Outplay chính mình đấy. Không ngờ là đối phương bỏ luôn. Outplay chính mình. Đối phương bỏ luôn con rồng đó. Và đơn giản lúc đó họ chỉ cần ăn thôi là đã có rồng sớm rồi. Bốn mạng hạ gục ở thời điểm này, nhưng cả hai bên đều đang đậm tính chiến thuật. Bên phía của SGP họ đang làm chủ về những mục tiêu lớn và công trình. Còn Sport vẫn đang cố gắng để chia cái đội hình của mình ra và đẩy lẻ, bởi họ biết rằng họ sẽ rất bất lợi ở thời điểm này khi giao tranh tổng với đối phương, khi đối phương có khả năng combo combo và khả năng chịu chịu là tốt hơn rất nhiều. Đấy là chưa tính đến hai con rồng đang rất mạnh cho bên phía của SGP. Baron là thứ Sport muốn nghĩ đến, nên nhớ rằng họ có bốn vị trí gây sát thương thì việc ăn Baron sẽ là rất nhanh. Nhưng với một đội tuyển già dơ như SGP thì họ cũng sẽ cảm nhận được điều đó mà thôi. Và Severus Esports thì có vẻ như họ đang khiến cho tốc độ của ván đấu này lại bắt đầu chậm lại. Và Sài Gòn Phantom thì họ thích điều này. Họ rất thích khi mà trận thi đấu càng ngày càng trôi về những phút cuối, để cho những Goni với con bài Garen hay thậm chí là cả Black One với con Garrett lên full chống chịu của mình có thể đạt được cái ngưỡng sức mạnh tối đa. Thì Sài Gòn Phantom họ lại rất thích cái kiểu diễn biến chậm rãi như thế này. Sport muốn giao tranh với Sài Gòn Phantom họ phải làm được hai thứ. Đầu tiên họ phải bằng một cách nào đó thật nhanh dứt điểm được một trong hai người, hoặc thậm chí là cài đó là T-shirt và Gunner. Thì tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn thể giành thắng lợi được, bởi mất đi hai vị trí này thì giống như anh đã nói, dường như Sao Tôm sẽ mất đi nguồn sát thương của mình, bởi ba vị trí còn lại đã là chống chịu rồi thì quá khó để có thể gây ra sát thương đến từ một con Garen và đến từ một con Gragas. Nhưng băng vào trước cũng là hơi khó để cho Severus nha. Đối phương có cái đại hồng thủy của Nami, đối phương có cái thùng rượu nổ này, rồi thêm cả chiêu hai từ vị trí của bài Zik nữa, nó có rất nhiều công cụ để có thể phá được những tình huống lao vào đến từ vị trí của Fay. Rất là nhiều thứ bảo kê. Bởi khi là Fay sử dụng tối hậu thư thì anh ta phải ở trong cái tối hậu thư đó thì mới có tác dụng. Và khi anh ta bị hất ra thì tôi nghĩ câu chuyện nó sẽ hoàn toàn là khác. Kermil và Fura đang ở nửa trên, và Sato đang muốn Baron với ba thành viên, và đó là dịch chuyển giải tán. Giải tán đó không? Là một pha mà có lẽ rằng bên phía SGP họ lấy con Baron đó để giải tỏa áp lực của bộ đôi Bimem và Fay ở nửa trên thôi. Đúng là như vậy, họ tình huống gọi là fake Baron.
để khiến cho Severus Esports họ phải tập trung ở khu vực đường này, và đồng nghĩa việc là Goni sẽ dễ thở hơn ở khu vực đường dưới. Và bên phía của tuyển Severus Esports thì họ đang tìm mọi cách để có thể đục được vào những cái trụ đối phương, đặc biệt đó là vị trí của Fiora. Severus Esports họ đang không hướng mũi nhọn của mình vào SGP mà họ né mũi nhọn của đối phương để tập trung đẩy lẻ, để đảm bảo rằng Kermiel cũng như là Fiora, hai vị tướng khả năng đẩy lẻ tốt nhất mà họ sở hữu, sẽ cố gắng để đẩy trụ và có những tơn linh tốt. Nhưng hãy nhìn đi, SGP cũng đang làm chủ trận đấu khi mà họ cũng không để cho chiến thuật đó Severus Esports thành công, khi mà bây giờ thì Severus Esports cũng chỉ có một trụ mà thôi, và từ nãy đến giờ họ vẫn đang muốn quét vào cái điểm yếu duy nhất của SGP, đó chính là đường đôi. Nhưng rõ ràng Goni cũng đang cho thấy được sức ảnh hưởng của anh ta là rất lớn, và bây giờ SGP ăn Baron thêm một lần nữa. Và có tầm nhìn của Severus Esports ở đây, Faye đang tiến ra, Faye đi một cách rất chậm rãi thôi, còn các thành viên của Sài Gòn Phantom thì sẽ có tín hiệu côn bỏ. Bỏ, và Black One lao lên, ăn chim của bên phía đối phương. Và bên kia bị Thủy Ngục Biến Tung bị bắn, đó là Faye. Nhưng Faye vừa né được cái thùng rượu nổ của đối phương, và tôi nghĩ rằng cũng đã mất đi một thứ vũ khí quan trọng. Thì SGP cũng không còn bất kỳ một lý do nào để có thể ăn mục tiêu lớn cả. Còn bên kia thì cuộc chơi giữa BMM và Goni, đây là cuộc chơi mà nếu như làm tốt thì tôi nghĩ rằng BMM có thể lấy được trụ, nhưng khoảng thời gian anh ta lấy được là không nhiều. Còn SGP, tôi nghĩ chơi ở chống đẩy lẻ tốt nhất là như thế này, đó là Onin ở đường giữa. Và họ đang tấn công thẳng khu vực đường giữa, Genza còn rất ít máu. Genza buộc phải tốc biến đi và anh ta bắn ngược vị trí của Black One. Và sau đó là Đại Hồng Thủy không dính vào ai cả. Tân lý khu vực đường giữa tạm thời sẽ được giải tỏa dành cho Severus Esports. Những áp lực cũng đang là rất lớn, và bên kia thì BMM đang bị bắt bài hướng di chuyển tốc biến cầm lặng, và đó là đợi chờ hết cái cầm lặng để tốc biến, nhưng có bọc hậu đó là Black One sử dụng phản đòn né và thêm cả những cú lướt về phía sau, và BMM thành công tẩu thoát trong pha vây hãm của SGP. Rất bình tĩnh từ vị trí của BMM, mặc dù đối diện với anh ta là 4 người của đối phương, nhưng anh ta vẫn thực hiện những cú sử dụng chiêu thức một cách chuẩn chỉ nhất để có thể thoát đi. Play hơi nhiều nha, từ nãy giờ tôi nhìn thấy Faye có vẻ rất nhiều thứ để nói, nhưng dòng 3 vẫn cứ là trong túi của SGP, còn sẽ tạm thời bỏ. Tôi không biết họ sẽ bỏ đến bao giờ trong trận đấu này nữa, tạm thời thì ở thời điểm này ít ra họ cũng đã cố gắng để quân bình lượng công trình so với cả đối phương. Những áp lực của ba dòng càng ngày sẽ là càng lớn cho bên phía của Series Sport. Và chiến thuật đẩy lẻ ở thời điểm đầu thì ổn, nhưng càng về sau nó sẽ bất ổn, bởi cái thời điểm về sau bạn sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu nếu như bạn bị hạ gục. Rất khó khăn. Và bây giờ nếu như vị trí của BMM lên cao thì đơn giản Sài Gòn Phantom họ lại fake vào những cái tình huống ăn Baron thôi, hoặc là tập trung Onin ở khu vực nào đó, thì ngay lập tức sẽ phải kêu gọi vị trí của BMM ngược trở lại. Và nói chung là trận thi đấu này thì Series Esports họ vẫn đang thực sự gặp khó trong việc kiểm soát được các mục tiêu lớn. Và Phantom thì có 3 rồng rồi, họ không việc gì phải vội cả. Công trình như nhau, rồng hơn cho SGP, nhưng đội hình SGP về late cũng có những điểm yếu của mình, đó là nguồn sát thương lại chỉ tập trung vào 2 người, còn bên phía sẽ là chia đều. Còn đây là Goni đang bị chém đến từ BMM, nhưng đó chỉ là những pha trao đổi. Và con ong chăm chỉ này, BMM này, anh ta vẫn đang cố gắng, mỗi tên lính anh ta mang được một chút nào. Nhưng SGP một lần nữa ăn Baron lần 3 và lại ăn trên con mắt của đối phương rồi lại về. Đó là tốc biến lao vào đến từ Black One, nhưng tôi nghĩ đó là sai, thùng dầu nổ sửa sai. Bên kia Taku còn đó là Fio né đi sóng thần, và tất cả dừng lại những pha trao đổi. Đến đây thôi, có lẽ là hết rồi, cả hai bên đều hết những cái chiêu thức để có thể tiếp tục là ở lại giao tranh. Trong khi đó thì các thành viên của Sài Gòn Phantom đang muốn đẩy cao tên lính ở khu vực đứng giữa. Và cái tình thế này nó lặp lại, tôi thấy nó quay đi quay lại đến 3 lần rồi. Nó là một vòng lặp vô hạn, một bên thì cố gắng chia lẻ, một bên thì cứ tập trung ăn con này ăn con kia. Và Faye lần này muốn giải tỏa cái cân bằng đó, HK là người được chọn, nhưng cả đội phụ đấy thì ta là quá mạnh. Bên kia xuống ra lên fly, tụ được thành công 3 người chơi, nhưng Goni đang ở tuyến sau. Và bên kia quá thấp máu, ngay lập tức bắt đầu HK, nhưng BMM cũng đang cố gắng để chém bật phản đòn. Bên kia lao lên, đó là Faye, Faye cũng dắt lên thần. Và BMM làm hết, BMM chém được 3 nữa. Sau đó quay trở về bị bổ đến chết đến từ Goni, và đó là 1-2 có lợi cho bên phía Service Sport khi mà BMM đã quá tỏa sáng ở trong pha giao tranh tổng vừa rồi. BMM tỏa sáng ở nửa trên, còn Goni tỏa sáng ở nửa dưới. Anh ta cô lập hoàn toàn vị trí của BMM với phần còn lại của các thành viên Severus Esports. Và qua đó thì thiệt hại đến từ Sài Gòn Phantom cũng chỉ là 2 điểm hạ gục. Trong khi đó bên nhưng kia thì Severus Esports mất nha. Đi 1. Đó. 1-2. Cái điều quan trọng là ở thời điểm về sau thì Severus Esports mặc dù họ không có những vị tướng thuần tanh, nhưng họ lại chia đều ra cả 5 người chơi. Và sát thương của họ thì lại không tập trung vào ai cả. Còn SGP, họ mất đi T-Subgunner, họ sẽ mất đi sát thương. Nhưng SGP có một điểm lợi, đó chính là 3 rồng. Và đây chính là một điểm lợi rất lớn cho SGP. Sẽ bất cần phải đánh nhanh hơn ở thời điểm này, bởi nếu như thời điểm con rồng ngàn tuổi ra, họ sẽ cực kỳ bất lợi. 3 rồng bạn có thể chấp nhận được, nhưng với 4 rồng thì đó là câu chuyện không tưởng cho đối phương. Tình huống vừa rồi cũng là một tình huống xử lý hết sức quyết đoán đến từ Faye, sau khi biết đối phương mất nhiều chiêu cuối quan trọng rồi. Anh ta thực hiện cho mình đó là cú sử dụng tối hậu thư, và ngay lập tức thì Fly cũng đáp xuống với đó là cái siêu hùng dáng thế của mình. Nó thực sự là một tình huống combat đẹp, nhưng nó chỉ đẹp khi mà BMM xuất hiện và đâm chết được vào vị trí của AWK thôi. Rất còn cả. Nếu mà AWK không chết thì khả năng hồi phục đến từ Sài Gòn Phantom sẽ vẫn còn là rất nhiều.
rất căng. Trận thi đấu này chưa thể nói trước bất kỳ một điều gì cả, bởi có lẽ quyết định đến thế cuộc ở trong trận đấu này và tìm nút thắt nó sẽ đến từ con rồng thứ tư. Và khi mà Salesport đã thành công để có được đồ đến từ thành viên rồi thì họ đang cố gắng để all in với đối phương, nhưng không, người all in trước đó là Samato mang về được cho mình trụ đầu tiên. Salesport lựa chọn bỏ đó bởi họ biết rằng dù cố cũng không giữ được đâu, bởi vì trụ còn quá thâm báo mà đối phương lại có dịch. Vị tướng lấy trụ rất nhanh, nhưng Fay vừa có một tình huống mà trời hơi ngồng tí nữa thì bị gục bìm. Em đang đưa tơ lính này vào kịp không? Và bên kia Salesport đang cố ngăn cản đối phương biến về, và anh ta cũng sẽ thành công để quân bình hai đường lính sâu cấp, và đó là như nhau đến từ cả hai. Sự lựa chọn đó là đổi một đường lính siêu cấp khu vực đứng giữa, lấy một đường lính siêu cấp ở khu vực đứng dưới của cả Sài Gòn Phantom lẫn Cerberus Esports. Có vẻ như họ khá là hiểu ý đồ của nhau. T-shirt bị cô lập, bị bật chiêu quấy tốc biến chém, và đó là người bị hạ gục trước, đó là Fay. Bimem vẫn đang quáng để cô lập hai người. Bên kia Fly đang cố gắng bảo kê Otaku, và đặc biệt là Genza cũng đang được bắn. Bimem lao vào với phản đòn, anh ta đang câu kéo rất nhiều thời gian, nhưng đồng đội không dướn theo kịp với anh ta, mất hai thành viên ở thời điểm này. Hai vị trí cực kỳ quan trọng. Thôi xong rồi, có thể sẽ mất cả Baron hay không. Goni vẫn đang quá trâu và Genza đang được bắn, nhưng bây giờ bị làm chậm, bị cấm lặng, bị xoay, bị đánh và tốc biến để chạy. Bên kia Fly quyên sinh để Genza được sống, nhưng thậm chí rằng SGP hoàn toàn có thể nghĩ đến việc win luôn ở trong trận thi đấu này. Tôi không hiểu lắm những tình huống chạy về vừa rồi đấy, từ cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Serious Esports, họ hoàn toàn có thể chạy thẳng về được, trong khi là Taku anh ta đã về rất sớm ở tình huống đó rồi. Và tình huống hơi gọi là khó quyết định ở 3.600 máu, 3.000 máu, Genza đang cố gắng để đép lính trả giá. Và bên phía SGP họ đang bỏ có lính cho SGP, nhưng Genza bắn rất đau. Ôi cái nhà chính kia 400 máu. Thôi xong, một con lính không chính xác hơn là một con Baron thứ hai mà bên phía của đội tuyển SGP có được, đó là Goni. Anh ta quá trâu rồi, và rất nhiều những bùa lợi rồng giúp cho anh ta tăng thêm khả năng hồi phục và chống chịu của mình như vậy nữa. Rất thì căng. Lựa chọn đi cùng với 4 thành viên còn lại của Sài Gòn Phantom là lựa chọn chính xác của Goni. Hợp lý. Tình huống giao tranh ở thời điểm về sau là tình huống không đáng có. Bimem đã có một pha xử lý hơi ngờ nghịch. Anh ta lựa chọn tốc biến hay cùng T-shirt. Ở trong thế trận như vậy không nên làm điều đó. Khi mà Sebastian đã có được công trình và quân bằng đường lính sâu cấp rồi thì tôi nghĩ rằng họ nên về thì hợp lý hơn, và họ tiếp tục di chuyển như vậy, tiếp tục áp lực với cái chiến thuật theo kiểu khả năng đẩy lẻ thay vì họ lại cố giao tranh. Và đặc biệt nếu như nói Bime và Fay có khả năng bơi tốt nhưng đồng đội thì lại không thể bơi theo anh ta được. Đúng. hơi đen và hơi tiêu Sebastian, nhưng điều đó lại giúp cho cuối đầu này trở nên hấp dẫn hơn đúng không, khi nó là hai đều rồi. Và chúng ta thấy được là ăn miếng trả miếng đến từ cả Sài Gòn Phantom lẫn Cerberus Esports. Và cùng nhìn lại thông số của ván thi đấu vừa qua thì Genza vẫn là người giữ được SVP của Cerberus Esports, nhưng MVP thì dành cho Gunner. Hai người chơi xạ thủ có những cái bàn trả lời rất xác đáng với nhau. Gunner với KDA là 3-1-2 và anh ta là người xứng đáng có được MVP của ván đấu này. Hoàn toàn đồng ý, một trận thi đấu bên phía của SGP đã làm tốt. Cerberus Esports ngay từ đầu họ muốn snowball nhưng họ không làm điều đó, họ lựa chọn đầy lẻ ở thời điểm về sau, né mũi nhọn giao tranh với đối phương, tìm sơ hở để cố gắng đục đẽo đi những cái trụ. Nhưng rõ ràng chiến thuật đó nó áp lực quá nhiều, bởi vì đơn giản rằng bạn chơi như vậy đồng nghĩa bạn phải bỏ quá nhiều rồng cho đội bạn. Có thể bỏ 3 rồng nhưng chắc chắn bỏ rồng 4 là không thể. Sẽ bất nhận ra điều đó, họ buộc phải giao tranh trước thêm con rồng cuối cùng của trận đấu. Nhưng đó là một điều giao tranh mà có vẻ như sự vội vàng đã khiến họ cũng mất đi bình tĩnh luôn. Và đáng lý là với đội hình của Cerberus Esports thì họ nên kiểm soát để có thể ăn được rồng. Bởi vì nếu như kể cả cái rồng đó không có lợi cho họ, không quá có lợi cho họ, không quá phù hợp đi như ví dụ như là con rồng nước chẳng hạn, nhưng nó thuộc về Sài Gòn Phantom thì nó sẽ là một khả năng búp sức mạnh cho Sài Gòn Phantom rất nhiều. Đúng. Vì chúng ta cũng đã biết được cái đội hình này của Sài Gòn Phantom cần đến khả năng chống chịu của Goni cũng như là Bách Oan để có thể càn vào ở tuyến trên đúng không? Hơi đen cho Cerberus Esports kiếm hai rồng đầu. Nó lại là đất và nước, những con rồng mà thực sự rất cần SGP. Họ lỗi ở pha đầu tiên ăn con rồng nước, nên là họ mất luôn cái thế snowball của mình từ lúc đó. Bởi lẽ là Sài Gòn Phantom thì úi dồi, họ vẫn sử dụng một đội hình giống như cái trận Tham Lai về vàng, nó là cái đồ thị đúng kiểu hình xin luôn. Like fanpage Liên minh Hình thái Tốc Chiến eSports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Hình thái Tốc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon CDC.